Vụ cháy tại kho chứa nhiên liệu lớn nhất Cuba tiếp tục diễn biến phức tạp khi mà ngọn lửa đã phá hủy bồn chứa thứ ba trong đêm ngày 7 tháng 8 theo giờ địa phương. Và đến nay, vụ cháy đã khiến một người thiệt mạng, 16 người mất tích và 122 người bị thương. Bồn chứa thứ ba đã sập xuống sau khi chịu đựng sức nóng dữ dội trong hơn một ngày qua. Những nỗ lực của các lực lượng Cuba và quốc tế nhằm ngăn chặn ngọn lửa từ hai bồn chứa bị cháy đầu tiên đã không thành công. Do gió lớn, các lực lượng có mặt gần hiện trường đã buộc phải dừng công việc làm mát các bồn nhiên liệu và sơ tán để tránh thương vong. Hơn 100 chuyên gia và những người có kinh nghiệm từ Mexico và Venezuela đã sang Cuba để hỗ trợ khống chế đám cháy. Chúng tôi đến giúp dập lửa bằng cách sử dụng nước và bọt làm mát. Chúng tôi hy vọng trong vài giờ tới sẽ có thêm nhiều sự hỗ trợ, cũng như vật liệu hóa học cần thiết để giúp họ. Đây là một đám cháy quá lớn, không dễ để kiểm soát, trong khi Cuba lại thiếu các phương tiện và công nghệ cần thiết. Viện trợ đã đến một cách nhanh chóng và kịp thời. Mexico và Venezuela sẵn sàng giúp đỡ mà không có bất kỳ điều kiện hay sự chậm trễ nào. Theo thông tin từ Bộ Y tế Cuba, thi thể được tìm thấy tại hiện trường vụ hỏa hoạn được xác định là một trong 17 lính cứu hỏa mất tích. Như vậy, đến trưa ngày 7 tháng 8 theo giờ địa phương, đã có một người thiệt mạng, 16 lính cứu hỏa mất tích và 122 người bị thương, trong đó có Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Arante. Ngoài ra, gần 5.000 người dân sinh sống gần khu vực xảy ra hỏa hoạn đã được sơ tán. Thank you.